Sáng ngày 15 tháng 5, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cả nước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên gồm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, 10 đội cảnh sát giao thông công an các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ trên toàn tuyến từ đường quốc lộ đến đường huyện quản lý. Trong buổi sáng, toàn lực lượng cảnh sát giao thông trực thuộc Công an tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra trên 1.500 lượt phương tiện giao thông các loại, phát hiện xử phạt vi phạm hành chính trên 300 trường hợp, thu nộp ngân sách trên 450 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm tốc độ đi sai làn đường và không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy. Đối tượng tập trung của chúng tôi kiểm tra là xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải container và xe con trong quá trình tuần tra kiểm soát để phát hiện các hành vi vi phạm của xe thông qua phương tiện nghiệp vụ để kịp thời phát hiện những hành vi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy, xe chở chất cháy chất nổ, chở quá số người quy định, lái xe không có bằng cấp giấy tờ. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai đến hết ngày 14 tháng 6 tới nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và kiểm soát lại phương tiện sau đại dịch COVID-19.